đây. Chúng ta sẽ xây hầm trú ẩn bên trong những con động vật này. Sẽ có những thảm họa như sóng thần, thiên thạch và đại dịch zombie. Mục tiêu là để tìm ra được người chiến thắng. Và nếu người nào còn sống sót sau những thảm họa đó thì sẽ nhận được 1 triệu đô ở đằng kia kìa các bạn ơi. Còn đây chính là vòng bo để cấm những người chơi trong trò chơi thoát ra ngoài. Các bạn nghĩ ai là người chiến thắng thì đừng quên là bình luận phía dưới nha. Nấp quên mất ta là người hạ chùm xây hầm trú ẩn sao? Ta đã từng xây hầm trú ẩn bên trong con gà rồi đó. Đúng rồi ha. Và còn một video xây hầm trú ẩn mà mày đã thất bại nữa ha. Trời ơi, tức chứ cái thằng gà này đại đó. Lần này chắc chắn tôi phải là người chiến thắng các bạn ơi. Gọi đợi đi, thảm họa tới đi rồi mọi người sẽ biết thôi. Thôi rồi bây giờ chúng ta hãy nhảy vào bên trong con động vật của mình. Con của mình là chính là một chú chó màu xanh các bạn ơi, chú Cún đó. Còn của mọi người đó chính là chị Nabi là một con ong nè. Là một con ong đó. Tôi là con gà đó. Còn của Jack là con cáo. Ok được rồi. Vậy thì chúng ta bắt đầu chui vô thôi nào. Hãy cha. Được rồi các bạn ơi, chúng ta cuối cùng cũng đã xây xong cái bảng điều khiển để điều khiển chú chó của mình, chú Cún của mình đó, để mình có thể sinh tồn khỏi những cái thảm họa các bạn ơi. Thôi được rồi, bắt đầu để tôi điều khiển nè. Hãy cha. Wow, được rồi nè. Con gà là con gà kìa các bạn, được rồi. Chị Na cái gì vậy 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 là sao không hiểu gì trời. Mày đâu, mày tao chết bây giờ. Nó có chết đó. Ủa mà chắc con cáo hả? Con cáo kêu cái gì? Trời ơi là trời, mệt ghê. Thôi được rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Cái gì? Thảm họa sóng thần á. Ôi đừng nói là sóng thần nó sẽ bắt đầu chiếm hết cái chỗ này nha mọi người. Chuẩn bị đi. Ui giời, sóng thần nó sẽ bắt đầu từ đâu vậy? Tôi chưa thấy sóng thần nó xuất hiện ở đâu hết á. Ôi, hình như sóng thần tới kìa. Mình cũng phải trốn rồi. Ôi trời, chị Na nghe thỉnh thoảng quá vậy. Mày là ông mà biết bay mà tự nhiên phải sợ. Đúng rồi, tôi phải chạy thôi các bạn. Kiếm cái cây để trốn lên thôi. Ôi không. Ôi trời, sóng thần nó lên đây rồi nè các bạn ơi. Đúng là chó sói, nó cũng biết bơi nhưng mà nó chỉ bơi được một xíu thôi các bạn ơi. Trời ơi, nó lan tới rồi nè, không biết nó có cào lên nữa. Ê, mấy bạn sói kìa. Ê, trời ơi, sóng thần nó tới rồi kìa. Ôi, có chỗ nào kìa nè. Ê, chị đâu bay? Chị mẹ trong cái tổ này rất là chiêu luôn á. Trời ơi, cái gì mà đây? Tôi bị rơi xuống đất rồi. Vậy bây giờ là tôi đang bơi các bạn ơi. Vậy thì em cũng nghĩ chị không nên chủ quan đâu. Ê, sóng thần nó tới cái cây mà chị đang đang đợi rồi. Ôi, đổ cái cây luôn rồi kìa. Rồi xong, chị Nabi đi đời luôn. Trời ơi, ông bay là một lợi thế rồi tự nhiên nha. Ở trong đó chị cho chủ quan xong rồi sóng thần nó cuốn trôi luôn. Bơi lên đây các bạn ơi, bơi lên đây. Trời ơi, ướt người quá gì. Ui, các bạn ơi, hình như là tôi bị lạnh rồi. Ôi, tôi phải bây giờ là phải vẫy cái lông cho nó khô ra các bạn ơi. Được rồi, xem đây. Vẫy nha. Và xanh rồi các bạn ơi. Ok vậy. Đây chỉ là một cái phao con gà được làm từ lúa để nổi trên mặt nước đó. Ồ, cái gì ghê quá. Trời ơi, đúng là gà có khác mà các bạn ơi, đã tận dụng mấy cái lúa đó. Ủa, khoan nè. Ôi, nó bơi nhanh quá vậy trời. Ủa, mày còn nhắc đâu trời. Ủa, nhắc đâu trời. Không thấy là không lẽ nào. Hello, Enoch nha. Ôi giời, các bạn ơi, đó chính là Jack VN kìa. Ôi, đúng rồi, Jack là con cáo cho nên Jack sẽ gọi là rất là nhanh nhẹn và nhảy rất là ghê các bạn. Đúng là cáo có khác mà. Ôi trời, mới đoạn đầu mà đã như vậy rồi. Ui, kìa. Ôi, các bạn ơi, có mấy bạn sói giống mình hình như là đang bị đuối nước kìa. Không được rồi, mình phải cứu mấy bạn đó rồi. Hãy cha. Được rồi, tôi sẽ cứu bạn sói này. Cha, được rồi, một bạn. Và bạn thứ hai nè. Sau đó là tới bạn thứ ba nè. Cứu nè. Đúng là mấy bạn sói này tội nghiệp thiệt chứ, tụi phải cứu hết nè. Đó, được rồi, bên đây còn hai bạn nữa. Đó, hãy cha. Được rồi, ba bạn nè, đủ rồi đó. Hình như là không còn ai nữa thì phải. Cha, một bạn nữa ở đây là được rồi đó. Mấy bạn có thể đi được rồi đó. Để tôi đi hướng khác coi. Ủa, cái gì vậy? Hả? Ủa, cái gì? Bạn này không lẽ nào là muốn cho mình làm sói đầu đàn à? Ôi, vậy tức nghĩa là đây chính là nguyên bầy đàn sói cho mình có thể nhờ sự trợ giúp của mấy bạn sói này hả? Trời, đúng là đã thiệt chứ. Hình như là nước rút xuống hết rồi các bạn ơi. Hết nước luôn rồi nè. Sống công gì hay là tôi lấy 1 triệu luôn nha. Ê, cho lấy vậy, còn tôi còn sống đó nha. Trời ơi, trừ chị Nabi ra thì tất cả mọi người sống hết đó. Đừng có tưởng tôi gà nha, tôi còn sống nè. Thấy chưa, tôi gà còn sống kìa. Vậy là ngoài chị Nabi ra thì tất cả mọi người còn sống các bạn ơi. Vậy là chúng ta là lại được một tí sinh rồi. Vậy thì thảm họa tiếp theo của chúng ta là cái gì đấy? Trời, đi xuống cái cây cái đã. Ok, thảm họa thiên thạch. Ơi, lại sao? Vậy là trên trời nó sẽ có thiên thạch. Ai, thiên thạch rớt xuống kìa, chạy xuống đi mọi người ơi. Ủa trời ơi. Vậy là chúng ta phải làm sao để trốn khỏi những cái thiên thạch này. Ơi, nó đang rớt xuống kìa.
các bạn ơi. Vậy là bây giờ chúng ta phải làm sao đây các bạn ơi? Chết rồi, phải xây một cái nhà an toàn bằng trứng lẻ thôi, bye bye. Ôi giời, tốt cả, xây một cái nhà bằng trứng nhà an toàn là chết rồi. Con sói tụi mình thì có gọi là làm cái gì được trời ơi. Để tôi suy nghĩ coi. Chết rồi, nếu mà tôi đứng ở cái cây này thì không lâu nữa cái cây này sẽ đổ xuống và chúng ta sẽ rơi vào đầu mình đó. Chết rồi. Bây giờ thì đúng rồi ha, mình có những cái bầy chú chó sói này, mình sẽ nhờ bọn họ để xây cho mình một cái hang bằng đá các bạn ơi. Được rồi, mọi người nghe rõ tôi nói đây. Bây giờ chúng ta hãy tới cái chỗ tảng đá kìa và xây một cái hang động đi để chúng ta trốn khỏi tiên thạch. Mọi người hiểu chưa? Mọi người bắt đầu hiểu rồi kìa. Ôi, được rồi mọi người, tới cái tảng đá này đi nè. Được rồi, đi 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 mọi người. Ui rồi, tất cả mọi người đang rất là đồng lòng để xây cho mình một cái hang các bạn ơi. Đúng là sức mạnh của bảy đạn có khác các bạn ơi. Được rồi, xây đi mọi người, xây đi mọi người. Ở trên trời, ơi tiên thạch nó đang rớt xuống kìa. Mọi người, xây nhanh đi mọi người. Ui, mọi người đang bắt đầu xây kìa. Bây giờ để tôi cố gắng, tôi cũng đập ra luôn nè. Xây nhanh lên một cái hang trước khi tiên thạch nó phá vỡ cái cây này các bạn ơi. Lên nào, lên nào. Hãy chà chà chà. Và chúng ta đã có một cái, ôi cái cây nó bị phá rồi kìa các bạn. Và bây giờ nếu như mà cái thiên thạch này nó rớt xuống thì cái hang này nó sẽ không thể có tác dụng gì hết các bạn ơi. Đúng là hay thế chứ. Ôi đúng là xịn thế chứ. Ôi nó ông sử dụng mấy con chó để xây nhà luôn đó hả? Đúng rồi đó, người ta gọi là bầy đàn nha. Ai này là sói cho mày chó nha. Mọi con chó cũng giống nhau mà. Thôi đào xuống nha. Ôi trời. Ui các bạn ơi, thì ra giặc chính là một con cáo, mà một con cáo thì nó sẽ đào hang các bạn ơi. Đúng rồi. Ui và bây giờ thì tiên thạch nó rớt xuống kìa các bạn. Trời nổ ngay chỗ của giặc ve rồi. Ui nhưng mà không thấy giặc đâu hết các bạn ơi. Trời đúng là chỗ của giặc nó kín đáo thiệt, chui xuống đất là an toàn nhất khỏi thiên tai các bạn ơi. Ôi rồi còn tô gà đâu trời? Chắc chắn là căn nhà an toàn bằng quả trứng gà là xịn nhất rồi. Ui trời ơi, yeah. Ôi rồi xong. Rồi xong bảy căn nhà luôn rồi. Vậy tức nghĩa là Tô Gà đã bị loại khỏi trò chơi đây rồi. Chỉ còn mình với lại giặc thôi các bạn ơi. Let's go. Ủa mà hình như là thiên tai hết luôn rồi các bạn. Thiên thạch nó hết rồi luôn rồi. Let's go. Vậy chỉ còn mình với lại giặc thôi các bạn. Được rồi, để tôi xem coi tiếp theo sẽ là thiên tai gì đây. Được rồi, để tôi xem coi thiên tai tiếp theo của chúng ta là... Một triệu sẽ là của tôi. Trời cái gì à? Không bao giờ đâu. Một triệu đó sẽ là của tôi. Để coi thảm họa tiếp theo thì ai sẽ là người sống sót nè. Các bạn đừng quên bình luận ở dưới nha. À đúng rồi, các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới là ai sẽ là người chiến thắng nha. Giặc hay là tôi các bạn ơi. Được rồi, thảm họa tiếp theo sẽ là đại dịch zombie à. Ơi vậy nghĩa là đừng nói là lâu quá giặc nó chưa chịu hết rồi. Giặc là không ơi. Bây giờ tôi nghĩ là chúng ta phải sử dụng sức mạnh của bảy đạn chúng ta tấn công lũ zombie thôi. Hãy cho mày nè, tấn công đi nè mọi người ơi. Đúng rồi, cắn đi đúng rồi. Mày hay lắm, những con zombie nè. Trời ơi các bạn ơi, lũ zombie này tôi nói chịu họ nhiều quá. Chị trời, cắn đi đúng rồi mọi người ơi. Mày nè con, cắn nè. Ta là sói. Già đâu quá vậy. Ôi giời, cuối cùng có tiêu gì được rồi. Bắt quá vậy tôi chui xuống tiếp đây. Tạm biệt. Trời, dắt chơi cái trò chui xuống hố là né tránh hết tất cả những cái thảm họa khác các bạn ơi. Nhưng mà khoan đã các bạn ơi. Sao tự nhiên mấy con zombie nó tự nhiên nó bắt đầu chui vô mấy cái lỗ cái. Đừng nói nó bắt đầu chui vô nó tìm ghé dắt nha các bạn. Rồi không xong rồi. Tạm biệt. Ôi nó lọt bắt đầu lọt xuống ngoài kia. Ôi, sao có nhiều con zombie vậy? Ơi nó xuống đây, xuống đây. Ôi giời nó chui xuống. Ôi giời nó cứ rớt xuống. Ai cho nó nổ luôn rồi. Trời đúng là nhiều zombie quá nó làm nổ luôn cái hố của giặc luôn rồi. Yeah, tăng cho. Ủa, hello, sao anh zombie này nhìn bự quá vậy? Ai cha, không ổn rồi. Đây chính là một con zombie khổng lồ. Đánh nó đi, mọi người ơi, đánh nó đi. Mày nè con, đánh nó đi. Đánh không suy nghĩ gì luôn các bạn ơi. Cái con này nó mạnh quá gì. Cắn nó đi mày. Ôi, chết tôi rồi. Ủa, những cái con chó sói của mình. Ôi, nó cũng bị chó hất tung lên luôn các bạn. Bây giờ làm sao đánh nó đây các bạn. Ôi, cái con này nó mạnh quá. Những bầy sói của mình giờ như vậy là vẫn không đủ các bạn ơi. Mình phải cần làm một cái gì đó. Ôi cha, chết rồi. Bây giờ thì tôi nghĩ là gì hả? Vậy là mình kết hợp với nhau hả? Từ từ rồi. Hãy cha, quay mỗi lần tôi kết hợp lại là tôi sẽ mạnh hơn hả? Và tôi còn to nữa các bạn ơi. Ôi, nếu cứ kết hợp liên tục như vậy này thì tôi sẽ trở nên siêu to luôn. Wow, các bạn ơi, nhìn tôi đã, tôi trở nên siêu to luôn, to quá trời luôn. Bây giờ còn zombie kia mày đâu rồi? Ôi nó đánh làm gì? Nó đánh tôi đâu là đánh tôi. Đau quá. Ah, ngồi đánh tôi. Không có tác dụng gì luôn các bạn ơi. Và bây giờ tôi chỉ cần đớp nè, đớp tên nó một cái nè. Hãy cha gặp đi. Trời ơi, một phát đi bụi luôn các bạn ơi. Và bây giờ mình là chú chó sói siêu khổng lồ luôn. Ôi, ở đây còn mấy con zombie nè. Tao cắn mày hết. Cắn nè. Trời ơi, tôi quá là dễ dàng tiêu diệt mấy con zombie luôn các bạn. Và bây giờ tôi có chiến thắng chưa ta? Vậy là bây giờ chúng ta sẽ chúc mừng. Hello mọi người, tôi đang ở đằng sau
nè, nhìn tôi to chưa? Nhìn khổng lồ luôn anh chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, một con chú chất tấn siêu bẩn luôn. Đạp 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 nè. Và bây giờ tôi đã nhận được 1 triệu đô rồi các bạn ơi. Sẽ là sinh vật mạnh nhất hành tinh các bạn ơi. Ok thì các bạn nói chung thì video của mình có đẹp. Và các bạn cũng đừng quên là để lại cho tôi một nút like, một đăng ký và một nút chia sẻ nha. Và đừng quên là bấm vào video trước màn hình nè. Mình cũng làm một video về sống thần lạ bu bu các bạn ơi. Đó, các bạn hãy bấm vào video đó xem thử đi. Cũng là thiên tai luôn đó. Nhưng mà thiên tai đó sẽ là thiên tai labubu.ed các bạn ơi. Sống thần đó các bạn hãy bấm vô thử đi nha. Còn bây giờ thì bye bye các bạn nha.